Xin chào toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh Hoài Bã nha anh em. Hôm nay họ xin giới thiệu với anh em một con máy cưa xích dòng cưa siêu mini anh em nhé. Đó, cái dòng này là dòng cưa lam nhọn để cho anh em điêu khắc đục đẽo và anh em cắt tỉa cành cây nhỏ anh em nhé. Dòng này thì nó là dòng Makita chính hãng của Nhật luôn em nhé. Đó, đây là dòng Makita ME230T. Đó, đời rất mới của Makita chính hãng luôn em nhé. Lam là lam đầu hợp kim. Đó, lam đầu hợp kim xích chuột nhỏ. Dòng mà để anh em chuyên điêu khắc cây rồi anh em đục đẽo tượng rồi anh em nói chung là làm những cái công việc mà anh em cần những cái dòng máy nhỏ nhẹ để anh em cầm cả ngày nhá. Đó, và đặc biệt là cái lam đầu nó nhọn để anh em khoét sâu vào được trong những cái hốc khách nhỏ anh em nhá. Đó, và cái dòng này là anh em sử dụng cưa những cái cắt cành nhánh trên cây anh em rất là gọn nhẹ nha, cầm cả ngày không thấy mệt. Và đây là dòng máy đời mới nên nó ít khi nó hư hỏng, và đặc biệt là cái dòng của Makita này đấy anh em, rất là bền luôn nha. Đó, đây thì cái dòng này thì nó nặng chỉ 2,8 kg thôi anh em. Đó, rất là nhẹ. Đó, 2,8 kg. Máy này là bên em nhập hàng bãi nguyên một cây về anh em nhá. Chưa có bung máy thay thế đồ gì, nói chung là bên em chưa có vệ sinh gì bên ngoài luôn nhá. Đó, còn nguyên bụi bẩn Nhật luôn em nhá. Đó, nay về là lên sóng anh em luôn. Đó, về chỉ cho nổ đổ xăng hoặc là nổ lại thế nhá. Đó, cam kết anh em là nguyên zin luôn bạn. Hàng bãi về nha anh em nhá. Đó, con này thì nó rất đẹp luôn. Lam còn nguyên chữ Makita luôn em nhá. Lam zin. Đó, xích còn như mới luôn. Nói chung máy là đẹp như máy mới luôn nha. Không có phải lăn tăn suy nghĩ gì cho cây này luôn nha. Đó, cây này bên em bán với giá là 2.400.000. Bao ship tận nhà cho anh em luôn nha. Đó, 2.400.000 bao ship tận nhà, máy đẹp cực kỳ cho anh em luôn nha. Đó, anh em thưa hiểu cái lam đầu nhọn thì nó hơi giá nó hơi cao hơn cái dòng lam đầu thường nha. Cái lam đầu nhọn mà lam đầu trượt này nữa thì giá nó cao hơn cái lam đầu thường. Anh em nào mà chuyên xài những cái dòng máy lam đầu nhọn thì đều biết giá cả nó khá khác em nhá. Đó, và đặc biệt là cái dòng của Makita nữa. Makita nếu mà cái dòng này máy Makita chính hãng của nó thì lúc nào giá nó cũng cao, rất là cao luôn nhá. Rồi, xin cảm ơn toàn thể anh em. Bây giờ mà sẽ test nổ cho anh em xem nhá. Con này thì nòng của nó là 35 ly anh em. Đó, nòng 35 ly. À, trọng lượng của nó là 2,8 kg. Lam là dài 30 phân nha anh em. Đó, lam dài 30 là mình cưa được từ trong ra được 30 nha. Còn tổng chiều dài của nó là được 35 phân nha anh em nhé. Đó, rất là tiện lợi cho anh em luôn. Đó, bơm xăng đóng e ở đằng sau này anh em nhé. Con này có giật trợ lực luôn nha. Đó, giật rất là nhẹ. Đó, nói chung là cây này tích hợp đủ các loại đời mới cho anh em luôn nha. Đó, thắng xích còn ngon lên anh em. Đó, thắng xích là xích không quay được nha. Gạt lên là xích mới quay nha. Rất tiện lợi cho anh em nha. Giá siêu rẻ 2.400.000 bao ship tận nhà. Rồi bây giờ sẽ test nổ cho em nghe tiếng máy nha. Xo trợ lực đây nha. Anh em chỉ cần kéo lên cái là tự nó bung nó nổ nha. Cầm nhẹ lắm anh em. Đó, bạn này cầm rất là nhẹ luôn. Đó, hàng bãi thì số lượng của nó không có nhiều nha anh em nhá. Đó, số lượng của nó chỉ có một cây duy nhất thôi. Anh em nào chốt xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 050399 nha anh em. Đó, quay tổng quan cho anh em xem. Máy móc là cam kết em là nguyên zin nguyên bản, hàng bãi về nha anh em nhé. Không phải là hàng Việt Nam nó qua sử dụng. Và tình trạng máy còn đẹp trên 90%. Đó, con này mà rửa lên là đẹp, bao đẹp cho anh em luôn nha. Lam là lam thép trắng nha. Đó, còn nguyên chữ Makita, xích đẹp như xích mới luôn. Đó, bên này là đổ xăng pha nhớt, còn đây là đổ nhất thải bôi trơn xích nha anh em nhé. Ok, xin cảm ơn toàn thể anh em. Xin hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo Hoài Bãi nha anh em nhé. Anh em đăng ký kênh và thông báo để nhận video tiếp theo bên Hoài Bãi. Bên em lên video thường xuyên cho anh em lựa chọn nha. Rất là tiện lợi cho anh em nào đăng ký kênh Hoài Bãi. Lúc em lên video là sẽ nhận được thông báo Hoàng Máy Bãi đã lên video anh em nhé. Đó là anh em vào lựa những cây máy mình ưng ý nhất anh em nhé. Ok, xin cảm ơn toàn thể anh em.